Bởi vì ví dụ một cái trường hợp vừa rồi ở Hà Nội mà cô đó phải bay vô đây để điều trị với Pepper, thì cổ xanh cũng gần gần đợt với mình ấy, nhưng cổ cũng vẫn phải bay vào đây. Thì mẹ chồng là như thế này, bà là có tiền, có rất là nhiều tiền. Dạ. Bà nói với con dâu như thế này, nhà người ta đấy không có tiền, con người ta đẻ ra, vừa đẻ xong là 3 ngày đã đi làm rồi. Nhà này có tiền nên cô nghỉ hơi lâu. Đã vậy rồi mà cái việc có mỗi việc chăm con không thôi mà cô cũng kêu ca. Cô coi lại mình đi, cô bé này mới vừa sinh 3 tuần thôi là mà bà chồng dựng đầu dạy chửi cho người ta rồi. Tối nào bà cũng như thế này, bà tách hai người ngủ riêng. Bà nói với anh chồng là con lo ngủ để phục hồi sức khỏe, sáng còn đi làm. Và anh chồng thì cũng lệ thuộc tài chính vô mẹ, bởi vì làm cùng công ty với mẹ. Mẹ là sếp to thì anh là sếp nhỏ. Thì tối là bà cứ qua kêu con đi qua phòng bên kia ngủ. Bà kiểm soát luôn cái việc là chồng ngủ đâu. Và cổ cứ một mình xào quần với đứa trẻ. Và cổ nói là em thật sự nghĩ là con em thật bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình như thế. Đó chính là suy nghĩ của tiêu cực của những người trầm cảm. Thế bây giờ bạn hãy nói với chồng bạn, nếu anh thật sự chỉ sống vì mẹ anh thôi và anh không quan tâm tới sức khỏe của em, không quan tâm sức khỏe của con, anh có tin là em chóng mặt đến mức bởi vì em mất ngủ nhiều ngày như thế thì em không đủ sức khỏe đến mức em ẵm con, em rớt con dưới đất không? Vì vậy nói với ảnh để bắt ảnh là bây giờ anh phải chia sẻ như thế, còn nếu không cho phép em về nhà mẹ em để ở. Sau đó cô về thì có vẻ cô về nhà cô ở. Cô về cô nói chuyện với anh chồng nhưng có vẻ không giải quyết được. Thì cô về nhà và mẹ chồng cô nói với cô một câu như thế này là cô đi thì đi luôn. Thì cô nhắn cho Pepper, cô nói là em về nhà ngoại rồi nhưng mẹ chồng em nói với em câu đấy. Thì em nên làm thế nào? Pepper nói lúc này là em đang nên im lặng thôi. Người ta đã không thích em rồi thì em làm gì cũng sai, cần gì phải giải thích. Mà người ta thích em rồi thì người ta đâu có cần em giải thích đâu. Thế là Pepper nói thôi em cứ về nhà của mẹ em trước, em phục hồi năng lượng và sức khỏe trước. Và anh chồng thì rất là hay, cổ đi về nhà mẹ ngoại, ảnh không can thiệp gì hết. Anh cứ im lặng thôi. Và cổ nói là đến giờ phút này thì cái sự im lặng của chồng cổ làm cho cổ đổ điên lên. Dạ đúng. Bởi vì cái sự im lặng đó nó cảm giác như cổ cảm thấy cổ không được bảo vệ, cổ không được che chở. Tiến tới tiêu cực hơn đúng nữa rồi. Thì giống như là... Thật ra trước khi cổ bay vào gặp Pepper, cổ đã từng nghĩ đến cái việc là cổ và con cùng nhau chết. Thì lúc đó Pepper mới nói với cổ là nhà em rất là nghèo, có nghĩa là bên nhà ngoại không giàu có, khó khăn hơn về kinh tế. Thì em phải là người rất là giàu để em chăm sóc cho bố mẹ em, chứ em chết rồi ai lo cho ông bà lúc ông bà về già. Em đẻ con em mang nó đến thế giới này, em còn chưa chỉ cho nó phân biệt được giữa màu hồng và màu đen, em còn chưa chỉ cho nó được bầu trời xanh và mây trắng, thì bây giờ em đã muốn tước đi mạng sống của nó rồi. Thì đó cũng là những cái thông điệp mà Pepper muốn gửi đến những bà mẹ trầm cảm sau sinh đang có ý định tự tử. Hãy nhớ, chúng ta có trách nhiệm chỉ cho đứa trẻ kia những điều thật đẹp trước khi chúng ta rời khỏi nó, hoặc là trước khi chúng ta để cho nó có một cái cuộc sống riêng. Chứ đừng vội tước đi của nó tất cả những cái điều đẹp mà nó còn chưa được nhìn thấy. Thank you.